Vâng ạ, chú Huy Dũng đang đi ăn trộm sung. ăn trộm lá sung. Ăn trộm lá sung mọi người. Cảnh tượng này là huy hoàng. Ây rồi, cây sung này mọi người ạ, cây sung này nó lá nó ngon lắm, ăn nó không có chát nữa. Anh em mình mà cứ làm những cái món mà con liên quan đến thịt sống, ví dụ như là thịt tái hoặc là gỏi cá này, anh em mình hay dùng cái loại này, lá cây lá lá cây sung này lắm. Đấy mọi người thấy chưa? Mùng 3 Tết mình đi ăn. Đấy mọi người, và lát nữa đây thì anh em mình lại sẽ lại làm lại cái món tái chanh, thịt tái chanh nha mọi người. Và cơ bản là mấy anh em mình từ đầu Tết giờ là ăn quá nhiều thịt rồi. Mà thể toàn thịt gọi là thịt gà rồi thịt chín hết rồi, mà hôm nay mình phải thay đổi rồi ăn thịt tái chanh cho nó. Thế này là đủ anh nhỉ. Uống rượu cho nó vào. Đây. Đâu có thế này mình là mùng 3 Tết thì mình đã đi ăn trộm lá sung. Mới đầu năm mình đã ăn trộm rồi. Hôm nay mùng 3 Tết được chưa? Thế là đủ rồi đấy nhỉ. Đi vào đi. Nói chung là đây là cây sung là nhà chú mình. Bán bia nên là có cây sung ngay trước cửa này mọi người. Đấy mà hôm nay là anh em mình đây. Chúc Tết chú này đi ăn Tết rồi nên là thôi một mình. Dạ. Bây giờ là anh em chúng mình này quay trở về nha. Để ok đây, luôn. Thế thôi. Đây mọi người. Đấy, như lúc vừa thì mình cũng đã công tác chuẩn bị về lá lọc thì lúc vừa chú Dũng chú đã thiết kế được lá sung này. Đấy, bình năng. À mơ. Đấy mọi người. Và lõn mít nha mọi người nhá. Hôm nay anh em mình thiết kế được một ít lõn mít nó quá ngon luôn. Mọi người thấy chưa? Đấy chanh ớt. Hôm nay là cái món này chắc khả năng là mình nghĩ là đắt hàng nhất về cái dịp đầu năm này. Ăn nhiều thịt quá hôm nay thay đổi cái món này thì chắc chắn là ngon rồi. Đấy và bây giờ anh em mình sẽ đi chế biến mọi người. Đây đây mọi người dùng ạ. Bây giờ chú cho cái xin chào các anh em. Hôm nay là mấy anh em mình tổ chức cái hóa vàng các bạn ạ. Đấy, đây chứ anh mấy anh em mình có cái món đặc sản đồng quê thôi. Lại làm cái món tái chanh đây cho mỗi anh em mình tham gia một tí, chú Hùng mày cho cái nước nửa gừng lên trên bếp để lát nữa anh em mình trần qua cái thịt. Một cân thịt cho mọi người, bây giờ sẽ nhúng qua cái nước gừng này, lát nữa mình sẽ đi thái mọi người nhé. Không quay riêng. Đây bây giờ mình sẽ cho ra cái bát này, bây giờ mình sẽ đi thái mọi người nhé. Mọi người cũng nhìn trên cái bề mặt của nó chín hết ở bề mặt nhưng mà bên trong nó vẫn còn đỏ nhá, như này thôi thì như này là ok rồi. Đây trước tiên mình sẽ đi mình thái cái thịt này nhé mọi người nhé. Thịt này thì mình cũng đã làm nhúng qua nước gừng rất thơm rồi. Mọi người mà ai mà chọn được cái miếng thịt nào mà nó cái thịt thăn này này mà con lợn nó nuôi sạch ấy, nuôi mà chỉ cho ăn thủ công mà ăn mà cám ta bình thường ấy thì cái thịt nó rất thơm mọi người. Ăn nó rất là đảm bảo. Đấy, mọi người nhìn đi. Đấy nó như này. Nó chín ở bề mặt thôi, còn nguyên này. Đấy, bây giờ mình thái ăn này nó mới ngọt. Đấy.
toàn còn đỏ tươi mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ đi đập tỏi. Nó chỉ đơn giản chỉ có tỏi chanh và ớt lá chanh thế thôi, ăn kèm với những lá lọc. Đấy mọi người. Đấy. Món này thì chắc chắn là ngon rồi. Thì anh em mình rất nhiều lần làm rồi. Món này ăn nó cực kỳ chuẩn luôn. Bây giờ mình sẽ đập tỏi nhé. Để tỏi ra chuẩn bị một bát tỏi. Cái món này ở chỗ mình hay làm nhé mọi người nhé. Và cách làm đơn giản lắm và ăn thì nó cũng rất là ngon. Cái món này mà đưa bia với rượu thì biết là bao nhiêu nó mới đủ mọi người. Không đong được đếm được. Ăn cực ngon luôn mà dễ ăn. Không ngọt thiếu rồi. Nhưng mà mình phải chuẩn bị được đủ các loại lá lọc nhé mọi người nhé. Lá lọc nó quan trọng lắm ấy. Có lá sung, lá sắn, lá mơ, nón mít. Đấy, đinh năng. Pha nước chấm thật chuẩn nữa là ui dồi ôi. Quắt tai mà. Mấy lần phải nhờ người kéo ra nhé mọi người. Tai đã bé thì quắt thụt mất, không nhìn thấy đâu luôn. Cổ tai nhanh, buộc nhanh nó thụt mất. Tai to mà hãng còn nhìn thấy, nhưng mà tai bé là coi như mất tiêu luôn. Ngon quá. Em cho anh 3 quả rưỡi. 4 quả nó chua đấy. Em có vắt nó cái bát kia. Giờ chú Hiểu chú em vắt cái nước cốt chanh này lát nữa mình nuốt nữa. Cho gia vị. Chanh cái cuối cùng mình mới cho lên, khi mà ăn đầu mình mới đảo thôi. Thì bắt đầu chuẩn bị bê mâm, hạ mâm xuống rồi đấy. Thế nên nếu mà cho nên sớm quá là nó chốc nó cho vào nó tái chín hết miếng thịt thôi. Đúng rồi, cuối cùng, tức là cuối cùng còn cho tỏi ớt thoải mái. Tỏi ớt lá chanh cho vô tư luôn. Cứ nước cốt chanh cho cuối cùng. Được 2 quả khế chua mình cũng sẽ thái một ít khế chua vào để cho nó sinh động nhé mọi người nhé. Và mùa này, mùa đông ken này nó tìm được quả khế chua vất vả lắm mọi người. Thì xẻ mãi Hà Nội bắt phải lấy được đúng ngay quả khế chua. Hèn gì luôn. Anh em mình nói phét nó vui, không phải ngỡ với ai cả. À chú Hiếu mới chuẩn bị cho anh cái súp 19 để đây ông hộ anh phát. Riêng súp 19 bắt đấy ạ. Súp 19 ở dưới chỗ mình thì mọi người hay quen gọi là súp mọi người, nhưng mà nhiều người không hiểu súp là cái gì. Súp là gọi là một canh đấy, một canh mình hay sử dụng nấu nướng này. Không nhiều chỗ người ta hôm trước có bạn comment ở dưới gọi súp là cái gì. Đấy 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 từ từ đấy từ từ. Là bột canh. Ừ, như là súp là bột canh đấy. Cho đầm đầm vào được. Đừng để nhạt quá. Trước là nhiều quá mình cho nhạt. Gọi là cũng dẻo lắm các bạn ạ. Nó ổn nghe luôn. Đấy, thấy chưa? Đảo cho nó cái gia vị nó cứ ngấm đều đi nát nữa, mình cho nước cốt chanh vào thì nó ok luôn. Nước cốt chanh là mình đã chuẩn bị đây rồi. Nhưng mà phải là cuối cùng nhé, nước cốt chanh đấy. Mình sẽ để cuối cùng. Bác Công bắt đổ nhiên liệu đi. Đây đây. Đảo luôn một thẻ luôn. Đây đây. Bác cứ đổ trực tiếp đi. Những cái này đó. Cho lá chanh này cho gì đó. Còn nó khế thì khế tí mình cho xong. Đây cho đấy, lá chanh này. Đấy. Cho tỏi chỗ này thôi nhé mọi người nhé. Là ok đấy, là ổn áp ly hoa luôn. Ly hoa luôn. Chứ không phải là của Trung Quốc. Đúng rồi, ly hoa luôn. Ly hoa hàng xịn luôn. Ổn luôn. Đấy nhá. Ớt
Thế lát nữa mình cho cuối cùng vì là thế mình cũng sợ đảo nhiều nó lát. Đấy, bây giờ đảo nó lên. Thế thôi. Cái này cái tỏi với lại ớt này nó không đủ độ nóng để nó làm chín cái thịt rồi. Thế nên để cứ cho trước cũng được. Đấy. Khi nào mà cho nước cốt chanh thì đồng nghĩa là cho khế vào luôn. Mình đảo luôn chứ không bây giờ đảo khế nó chín là nó lát đấy. Lát khế. Mà khế nó cũng có axit chanh, axit chua mà. Nên mình cũng cho lên cuối cùng là tốt nhất. Đó. Đều đều lên là được, cho gia vị nó ngấm vào. Miếng thịt cái biết nhau ngay, lát nữa ăn thì tay bé là buộc trước. Sợ thụt mất. Kéo luôn. Đấy, mọi người thấy chưa? À, bây giờ mình cứ tạm thời mình đã để vào đây đó mọi người. Và cái nước cốt chanh này thì mình sẽ lát nữa mình sẽ ăn xong rồi mình mới cho lên mình nhào cho mọi người nhá. Còn đồ khế thì mình cũng đã để khế vào đây rồi. Để chua mình đã để đây rồi. Đến giờ lên mâm rồi nhé. Và mình cũng sẽ kết thúc cái video này bằng một cái thao tác cuối cùng. Mình sẽ cho cái nước cốt chanh vào thôi. Đấy. Bây giờ lên mâm là mình sẽ cho nước cốt chanh vào. Ăn luôn thì nó sẽ ngọt nhé mọi người nhé. Đó. Rồi. Đâu cái thịt tái chanh của. Đó, mình sẽ đảo đều đi và lên mâm thôi. Đấy. Đấy mọi người, coi như đã xong rồi đấy. Đấy mọi người thấy chưa? Cái thịt nó vẫn cứ đỏ tươi này, ăn nó mềm và nó ngọt lắm mọi người. Đó, đã xong. Kết thúc. Rồi. Bây giờ thì cho ra bát và lên mâm rồi thì mình cũng xin kết thúc video ở đây thôi. Và mọi người xem video vui vẻ nhé và cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ cái team anh em mình càng ngày càng phát triển mọi người nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong cái video lần sau nhé.